Mọi người ơi, đây là cái thùng dép sữa mình có nhận từ một em trai ở Long An đã gửi vô, và ngày hôm nay mình đã nhận rồi này. Bây giờ thì mình sẽ khui ra nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ khui những cái dép ra. Rồi giờ là đã cắt hết ra rồi, giờ thì mình coi từng đôi giày cái nè. Đó, đôi giày này là nó bị gãy bên kia sao anh? Rồi có gì thì mình, bạn ấy cũng ghi cho mình một tờ giấy là làm gì, rồi xíu nữa là mình sẽ gọi điện cho bạn ấy và hỏi cho rõ ràng nha mọi người. Cái đôi giày này nó bị gãy khúc này mọi người đó, thì chừng sẽ làm mà mình sẽ quay rõ ràng cho mọi người xem nha. Rồi bây giờ thì tiếp tục là khui tiếp cái thùng to hơn này. Rồi và đây là một đôi, tiếp tục đây là một đôi nữa. Đôi này may. Đôi này là đôi mới để may hả? May. Dạ, để rồi em gọi điện bên Zalo. Và cái đôi này nè mọi người, là nó bị bung đế luôn. Bung đế cái này là dán keo. Dán keo rồi may. Đây là mang giày cũng kỹ lưỡng lắm nè. Tính kỹ lắm đó. Cái giày là cần cái may thì nó mới chắc chắn mọi người. Đó, ba đôi. Rồi bây giờ thì mình cứ mình quay sửa ba đôi luôn. Nhưng mà mình trước mắt thì mình quay là ông xã của mình lột cái miếng trong đôi giày ra và sủi để mình may trước một đôi giày đã nha mọi người. Và bây giờ thì ông xã của mình đang lột xong rồi, bây giờ ngồi sủi đó mọi người. Sủi phải sát cái đường này nó mới khỏi nhổm này. Dạ. Để sủi trong này nhổm đi. Khi mà sủi thì mình sủi nó ra ngoài một xíu, đúng không anh? Mình cắt nhưng mà đi. Nó may nó khó hơn. Yeah. Thành ra nhiều chỗ làm biến. Sủi mình, trong may mình sủi ở trong nó cũng sướng cái tay hơn, rẹt đúng không? Mình sủi ở ngoài thì nó hơi mất công, nó nói chung là nó chậm, thời gian mình làm nó chậm hơn. Nhưng mà mình làm thì hồi giờ thì mình may, mình sủi mình may là nó có cái xét đây nó mới xét nó mới được. Yeah. Mày ở trong đây vô lên trên này thì nó đâu có tới cái chân, nó đâu tụt cái chân mất. Nó mày vậy xét vô đây. Cái gót thì rất là cứng, nhưng mà mình may luôn cái gót này. May đôi 50. Đó, và khi mình may một đôi giày da xung quanh là với giá 50.000 nha mọi người. Ai có nhu cầu thì 20. Đó, và cái này là đã sủi xong rồi mọi người. Nếu mà khi mà khách mang tới là đôi giày còn sạch mới thì thôi, còn nếu mà đôi giày nó cũ quá thì may 50.000 với đánh si 20.000 nữa. Nếu mà ai đánh si thì thêm 20.000 nữa nha mọi người. Đó. Rồi thì ông xã mình sủi xong rồi thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành may. Nhưng mà cái công đoạn may thì mình xin bỏ qua nha. Rồi khi nào mà sửa tiếp những cái đôi giày này thì mình sẽ quay tiếp mọi cái người đôi xem mà đế đúng không? Rồi mới ráp rồi may sau mọi người. Và trong cái quá trình mình may những đôi giày dép sữa thì mình vẫn may bằng chỉ sáp hết nha mọi người. Cái chỉ sáp này thì cái độ thấm nước nói chung là nó có sáp, cho nên là thời gian nó lâu một hơn các cái loại chỉ khác. Nó không thấm nước. À đúng rồi, cái mới thì nói chung nó lâu lắm, nó mới mình mang cũ cũng vài năm rồi nó mới thấm nước được. Cái chỉ sáp này rất là chắc. Và mọi người ơi thì bây giờ thì ông xã của mình sẽ tiếp tục dán cái đôi mà nó bị bung đế này mọi người. Đó, cái đôi này thì khi mà cái keo cũ của nó còn mà nó bị rớt ra giày á thì không có đem ra máy chà được nha mọi người. Đem ra máy chà thì giấy nhám nó sẽ bị dính và nó trĩnh cái keo cũ á. Cho nên là trước khi mà dán những cái đôi giày da mà bị hở thì lúc nào cũng phải ngồi mình mài dao cho bén, rồi mình cạo như này mọi người. Cạo bằng tay á, cạo cái lớp keo cũ nó dính vô cái da đó là nó trĩnh đó, là mình cạo đi cái lớp đó rồi mình mới bôi keo rồi mình ráp.
mình ráp rồi lúc đó là mình mới may xung quanh, và mới sủi rồi may xung quanh. Như cái này thì lúc nãy thì ông xã của mình sủi trước rồi, để rồi chế tí ráp xong rồi là mình may. Nhưng mà lớp kia cũ này để làm ảo, nhiều chỗ làm ảo để bô keo vô là nó không có hở lớp keo mới của mình, mà nó lại hở cái lớp keo cũ này. Đó thấy không? Lớp keo cũ nó còn. Nó kín nè. Và sau khi là những cái lớp ở trên cái mũ giày mình đã cạo xong á, thì bây giờ mình tiếp tục cái đế này mọi người đó, cái lớp keo nó nhưng mà mọi người nhìn nó triển triển đó, thì tiếp tục ngồi cạo ra vậy đó mọi người. Phải cạo từng chút vậy đó. Thì đó, khi lấy 50 ngàn cũng xứng đáng đúng không? Đâu có mắc đâu. Thì mình bôi vô nó mới ăn. Mà với giá thì 50 ngàn một đôi thì mình nghĩ thì mình lấy đúng với cái mình cạo ở đây không giá bắt của đồng tiền thôi. Nửa tiếng. Với công sức của mình làm thôi, chứ còn mình theo mình nghĩ là không có mắc đâu. Tại vì đôi giày nhiều lúc mua cả triệu. Đó thấy không? Dạ. Mình kẹo nó ra. Ra lớp. Lớp trắng trắng nè. Lớp triển như này mọi người đó. Đó. Đây này mọi người ơi, là sau khi mà cạo xong này, nó còn cái lớp của cái đế này, nó đen. Đó, cạo nó hết cái lớp keo triển rồi. Và cái bên cái mũ giày với lớp for đây là nó cũng hết cái lớp keo cũ rồi. Rồi bây giờ thì ông xã của mình sẽ tiếp tục bôi keo. Đó mọi người. Rồi bôi keo. Bôi mà phải bôi đều, bôi đừng để cho nó lem lên mấy cái mí. Và mình bôi cái này mình chờ khô khoảng 10 phút đúng không? Bôi cái này phải sắc sảo chứ không phải bôi cái này dính nó lem nó đôi giày người ta tiền triệu. Đó. Ngồi mình cào ra cái lớp bụi này mọi người, đó cái lớp keo cũ đó. Nó ra trịn trắng trắng này, đó là cái lớp keo á. Đó. Và khi mà ngồi bôi mà để ráp thì mà bôi chủ yếu là mình bôi cái mũ dày với miếng pho ra cho nó đúng với cái nhiễu cũ, chứ để không là nó bị lòi keo lên là thôi bị xấu lắm luôn. Nên mình làm gì cũng phải có nghề nghiệp với cái kỹ thuật mình làm, rồi cái độ khéo léo nữa. Đây mọi người là hai cái mũ giày là đã bôi xong nè. Đó. Và bây giờ thì sẽ tiếp tục bôi qua cái đế. Ngồi bôi cái đế cũng bôi từng chút vậy á, sợ nó lem lên cái nhiễu. Và đây nè mọi người, sau khi bôi xong mình nhìn nó bóng luôn đó mọi người, cái độ bóng về đây này, đó mình phải chờ cho nó khô. Rồi giờ là bôi cái chiếc đế thứ hai nè. Đó, rồi xíu nữa là mình sẽ chờ khô và ráp thì mình sẽ quay cho mọi người xem tiếp nha. Mọi người, đôi giày đây là nó bị gãy vậy nè, nó bị gãy cái lớp đây. Giờ là mình phải dán vô, xong rồi cái chỗ này nó có một cái đường lõm nè. Là mình phải bẻ cao su cho nó bằng vô. Nó bằng luôn. Rồi cái chỗ đây nó có cái lõm nè. Mình bẻ miếng cao su cho nó bằng lại luôn. Để mình dán cho nó chắc đúng không ạ? Đặng mình dán một miếng vô tròn. Là mình nhìn nó chắc chắn. Mình bẻ lên thì mình dán nó sẽ chắc chắn hơn rất là nhiều. Và ở trong này thì mình sẽ chút xíu nữa là mình sẽ đi chà đi, đúng không anh? Bẻ xong. Và bên chiếc này nè mọi người là đã bẻ xong rồi nè, bẻ cái lớp mút lên và cắt được một chiếc rồi. Bây giờ thì tiếp tục cắt chiếc thứ hai. Cái mút này nó mềm, nó nhẹ lắm, không sợ là nó nặng đâu. Đó, bây giờ mình mới có cái độ bằng hết rồi, mình đem ra mình chè cho nó bằng hết. Rồi mình mới ra một cái rập. Mình dán miếng tròn theo miếng điên này. Dán nhưng mà chắc, nhưng mà phải thẩm mỹ nữa. Đó. Rồi bây giờ tới xử lý cái đây. Và bây giờ thì mình tiếp tục mình quay là đang mình chờ keo khô rồi này mọi người. Giờ ráp nó lại. Ráp rồi xíu nữa rồi mình sẽ may xung quanh nó lại nữa mọi người.
cái này mà bôi keo mà nếu mà ráp không thì mang được vài lần nữa thôi chứ không mang nhiều. Còn đây mình khi mà mình đã may xung quanh hết rồi thì mà cái thời gian sử dụng là chắc tới cái lúc vứt đôi đôi giày luôn á. Ráp nói chung bôi keo rồi dán rồi may nữa thì nói chung là mang chừng nào cảm thấy không thích nữa là dục luôn thôi. Rồi bây giờ thì tiếp tục ráp tới chiếc đây. Chiếc này đã ráp xong rồi mọi người. Rồi đó, cái này mà ví dụ như dép nào mà mãi là mình không có ráp mình làm được đâu, chỉ có ông xã mình mới làm thôi. Mình phụ đồ sơ sơ cho vui, làm xong đâu rồi đó thì ví dụ như mình làm gì đó thì được, mình may rồi vậy thôi. Mọi người ơi, sau khi mà cái đôi giày nó bị gãy á, là đã dán thêm lớp mút và dán kỹ nó lại hết rồi. Bây giờ tiếp tục là đem ra máy để chà đó mọi người. Đây à, đem ra máy để chà cho nó có cái độ nhám rồi mình mới bắt đầu mình bàn mình làm cái miếng su rồi mình mới dán. Trước là có cái công viên cho nên là nói chung là không khí nó cũng mát mẻ lắm mọi người. Nó rất là mát mẻ. Đó, cuốn của mình nó ngồi ngồi kia kìa. Nó ngồi nó phơi nắng mà nó dòm vô cho nó sợ là kêu nó lúc nào nó không hay á. Chiếc đế mà đã chà xong rồi mọi người. Đó, chà xong nè, và lấy độ bằng cho nó chuẩn nè. Rồi nó có cái độ nhám. Và bây giờ thì tiếp tục sẽ mình chà chiếc thứ hai. Rồi sau đó sẽ vào dán đế cao su. Bây giờ nha mọi người, mình sẽ quay tiếp nè. Sẽ mình ra cái rập nè. Đó, ra cái rập y như cái này nè. Đó, mình phải ra cái rập y như cái này. Nhưng mà cái chiếc này khác nha. Chiếc này đưa cho nó không giống nhau. Hai chiếc thì nó nói chung là nó hơi lệch nhau một chút đúng không? Dạ. Cái góc cũng vậy luôn. Cái góc cũng phải ra một miếng hay vậy luôn. Đó. Cái góc mình phải ra cái rập riêng nữa. Do là cái dây này nó không có vuông góc, ví dụ như mình dán cái dây này thì mình dán trực tiếp luôn đúng không anh? Còn như mấy dây đó mà dây khác thì mình phải ra cái rập. Nó đều nè. Dạ. Đó. Cái gót nó đều hả? Bắt đầu que chiếc này là nó bị khác chút liền. Nó bị lệch hả? Khác một xíu. Dạ. Dạ. Nó lòi cái đi kia. Dạ. Yeah. Nhưng mà kệ nó chứ bây giờ đâu có thể nào mà làm được chuẩn hết được. Dạ. Yeah. Sau khi mà chà hết rồi mọi người, chà để có cái độ nhám mình dán cao su và ra rập. Thì bây giờ tiếp tục là ông xã của mình sẽ vẽ lên đúng không anh? Vẽ lên rồi để có một cái khuôn y như vậy đó rồi mới dán. Còn miếng su là mình chà rồi nha mọi người, mình chà từ trước rồi và nó không ra cái thành gì luôn. Vẽ lên mình ra không biết nó giống cái gì ha, nhưng mà miễn nó trên cái chiếc giày nó vừa với cái đế thôi, chứ cái rập đã nói là rập rồi mà rập ra liên tục.
không giống cái hình gì hết. Yeah. Trái xoài hay trái gì. À, sau khi đã vỉ đâu rồi đó rồi mọi người, thì bây giờ sẽ cắt đó, cắt nó ra, cắt nó ra, nó có một cái rập khuôn sẵn rồi mình mới bắt đầu là mình dán. Và đã cắt được hai cái miếng ở trên mũ rồi mọi người, bây giờ là tiếp tục cắt cái miếng gót này. Rồi đã cắt xong hết rồi mọi người ơi, đây đã cắt xong một hồi nè, đó đã cắt xong là hai miếng gót, hai miếng mũi, giờ là ướm thử nè. Đó mọi người ơi, trong cái quá trình mình dán keo thì mình không có quay mọi người nha, và thì mình cũng vẫn dán keo A80 như mọi người đó, như hồi là mình quay những clip trước rồi đó mọi người. Và đây là khi đã dán xong hết rồi nè, đó, dán xong miếng xu hết rồi. Đây, mọi người nhìn nè, đó. Và để cho nó có cái độ sắc sảo hơn, cho nên là ông xã của mình có đem ra máy để bo sơ cái cạnh nha mọi người. Khi mình bo sơ cái cạnh thì mình nhìn cái độ sắc sảo của cái đôi giày nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đó, bây giờ là ngồi bo từng xíu rồi đó mọi người. Bò xéo xuống để cho mình nhìn cho nó bắt mắt chút. Và bên này thì bò nó băng cạnh. Đây. Đó, rồi bò xong đó mọi người, và tiếp tục là bò chiếc thứ hai. Rồi sau đó thì sẽ đem vào là sủi và còn hai xung quanh đi mà nè. Bò xong thì bây giờ thì tiếp tục sủi nè. Đó, và cái đường sủi hôm nay thì nó khác, mỗi loại giày thì có mỗi cái cách sủi nó riêng. Như chiếc lá này mình thấy cũng đẹp quá, thấy hay. Và giờ tiếp tục sủi dưới cái đế. Rồi. Và đây là đã sủi xong này. Đó, cái cách sủi của giày này là nó có chút khác, thay đổi so với các loại giày da. Đó. Thấy mọi người đẹp không? Rất là đẹp. Nè. Và ngồi sủi. Sủi từng đường, ôi đẹp quá ha, nó lạ, nó hay hay. Sủi giày mình giống cái đế cũ đúng không? Mình nhìn đến nó hay hay, không thì nhìn nó cũng tương đối á, thấy nó cũng hay hay, thích nhìn. Đây, và một đôi đế đây đã sủi xong mọi người, đó đẹp chưa. Giờ là còn may nữa đúng không anh? Trong cái khâu may thì bây giờ mình cũng may đôi da rồi, kia là mình cũng không có quay nha mọi người. Giờ là mình có quay những cái video trước là mình có may dép máy giày thôi, còn mình có làm cái miếng lót để vô cái đôi giày da kia. Rồi khi rồi, nào mà may ơi, xong dán lót thì dán đôi giày, những cái đôi giày này đã dán đã may rồi, cái đôi này là may không, còn cái đôi này đã dán đế rồi này đó. Và mình có lên clip á, có gì thì bạn xem sau thì nó kỹ hơn nha.
Và cái đôi này là may rồi, xíu nữa là mình sẽ đi gửi luôn. Còn cái đôi giày thể thao này thì bây giờ là may ra biên này nè, để sau này nó khỏi hở giữa cái lớp này với cái lớp đế nha. Lớp này với cái lớp đế đây. Và mọi người ơi, thì ba đôi giày này mình đã hoàn thành xong xuôi. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục mình đóng gói, mình bỏ vào thùng và mình gửi đi cho bạn đó. Bên này là 21 rồi, 21 âm lịch rồi, còn vài ngày nữa, cho nên là mình cố gắng mình tranh thủ là mình làm cho nó xong luôn. Đó, bây giờ mình sẽ bỏ vào trong thùng và mình sẽ đóng gói kỹ lưỡng mình gửi đi. Và Ngân Nga xin chân thành cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu ai có nhu cầu sửa xin liên hệ số điện thoại 0363 564 582 hoặc 0394 761 334, và hoặc là kết bạn Zalo để nhắn tin cho nó tiện luôn nha mọi người. Và bây giờ Ngân Nga xin chào mọi người, hẹn mọi người ở những video sau nha.